Trên thế giới, ứng viên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ muốn truy tố hết những người tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1. EU hy vọng đạt được đồng thuận trong trừng phạt Nga và Myanmar. Nhiều sĩ quan quân đội Mexico thiệt mạng trong tai nạn máy bay. Tại Việt Nam, Nghệ An phát hiện xe tải chở hơn 12 tấn mỡ bẩn đi tiêu thụ. Bình Dương, gần 400 công nhân của công ty giải thể đầu năm đã có việc làm mới. Tại Bạc Liêu, bãi rác tập trung vượt 3 lần sức chứa gây ô nhiễm nghiêm trọng. Bạc Liêu, nhiều người ôm nợ vì dự án bệnh viện 4.500 tỷ bị thu hồi. Hàng loạt khách hàng mắc bẫy khi mua vàng non lấy vía thần tài. Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ. Và chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, ứng viên được Tổng thống Biden bổ nhiệm và chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mới đây lên tiếng bày tỏ quan điểm ông muốn truy tố hết những người thực hiện cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1 vừa qua. Trước ngày ra trả lời trong cuộc điều trần để được thông qua tại Thượng viện, thẩm phán Merrick Garland nói rằng ông muốn truy tố hết những người đã tổ chức và tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1. Ngoài ra, ông cũng muốn gỡ bỏ hết các vết nhơ từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump khi Nhà Trắng thường xuyên can thiệp vào công việc của Bộ Tư pháp. Ông nói nếu được Thượng viện thông qua, ông sẽ áp dụng chính sách đúng với chức năng và nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là làm việc độc lập, khách quan, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ đảng phái chính trị nào. Ông sẽ nghiêm túc, công minh và không chịu áp lực từ Nhà Trắng hay là Tổng thống. Theo Hiến pháp Mỹ, Bộ Tư pháp và các cơ quan điều tra như FBI hoạt động độc lập, không chịu sự tác động hay can thiệp từ các cơ quan hành pháp như là chính phủ. Ngày 22 tháng 2, các ngoại trưởng EU bắt đầu nhóm họp cấp cao để bàn về các lệnh trừng phạt Nga vì đàn áp nhà lãnh đạo đối lập Navalny cùng những người ủng hộ ông. Các lệnh trừng phạt tương tự với Myanmar cũng được xem xét vì cuộc đảo chính đầu tháng 2 và chính quyền quân sự đàn áp người biểu tình. Ngày 22 tháng 2, các ngoại trưởng 27 nước Liên minh châu Âu bắt đầu gặp tại Brussels để thảo luận về nhiều vấn đề trong nội bộ khối. Bên cạnh đó, cũng sẽ có cuộc gọi trực tuyến với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Các bên sẽ xem xét tình hình vi phạm nhân quyền ở Venezuela, Nga và Myanmar. Không loại trừ sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt. Trước đó, một ngày thì hai đồng minh của ông Navalny đã gặp 8 ngoại trưởng thành viên EU và nhiều đại sứ EU tại Brussels. Một trong hai người, ông Leonid Volkov, nói với AFP, chúng tôi đã trao đổi về các biện pháp trừng phạt những cá nhân thân cận với Tổng thống Putin, những người đã phạm tội ác chống lại nhân dân và vi phạm nhân quyền trầm trọng. Các biện pháp trừng phạt dự kiến được đưa ra 2 tuần sau khi cao ủy đối ngoại EU Joseph Borrell có chuyến thăm tới Moscow nhưng không giải quyết được tình hình. Thưa quý vị, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez mới đây lên tiếng chỉ trích hành động của cựu Bộ trưởng Y tế nước này, nói đó là hành động không thể tha thứ. Ông Ginea Garcia đã từ chức vào cuối tuần trước do cắt xén bớt vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho những người thân trong gia đình. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez nói với tờ Parina, Bộ trưởng Y tế Ginés là một người có năng lực và thực tế tôi rất thích ông ấy, nhưng những gì mà ông ấy vừa làm thì không thể chấp nhận được. Chính trị phải có đạo đức và phải đặt tính mạng người dân lên hàng đầu, chứ không phải vun vén cho mình và người thân. Sau khi bê bối tiêm vaccine cho người thân được phát hiện, Tổng thống Argentina đã yêu cầu Bộ trưởng Ginés từ chức. Người thay thế là Thứ trưởng Carla Vizzotti, 48 tuổi, người sẽ phụ trách việc tiếp nhận và phân phối vaccine Sputnik V mua từ Nga. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mexico thông báo ít nhất thì có 6 sĩ quan quân đội nước này đã thiệt mạng trong một tai nạn máy bay ở miền Đông. Đây là vụ tai nạn gây ra sự mất mát lớn nhất cho lực lượng quân đội Mexico nhất trong nhiều năm qua. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại Air Force Learjet 45 xảy ra vào lúc 3 giờ chiều tại bang Veracruz. Sau khi đã cất cánh, Bộ Quốc phòng Mexico đã cử một đội điều tra kết hợp cùng lực lượng không quân để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Bộ Quốc phòng từ chối tiết lộ danh tính các quân nhân thiệt mạng. Thưa quý vị, Ủy ban Người Do Thái Thế giới WJC đã dành những lời trân trọng gửi tới Đức Giáo Hoàng Francis sau khi ông đến thăm một người Do Thái sống sót sau vụ diệt chủng ở Chiến tranh Thế giới thứ hai. Người này đang sinh sống ở thủ đô Rome của Ý. Ủy ban Người Do Thái Thế giới WJC đã gọi hành động của Giáo Hoàng là sự đồng cảm và trân trọng sâu sắc nhất, là điều giúp chạm đến trái tim của lịch sử.
Trong chuyến thăm, giáo hoàng đã dành ra một tiếng đồng hồ nói chuyện với nhà thơ Edith Bruch, người được sinh ra ở Hungary và đã từng trải qua thảm cảnh tại trại tập trung trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhà thơ Bruch năm nay đã 88 tuổi và sinh sống ở Ý nhiều năm, nay đã là một công dân Ý. Bà dành nhiều thời gian trong cuộc đời để giúp đỡ và tìm kiếm các nạn nhân trong những trại tập trung giống mình. Ước tính hơn 6 triệu người Do Thái đã thiệt mạng trong các trại tập trung của phát xít Đức suốt Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành điều tra một thành viên quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ Kurdistan SDP vì nghi ngờ có quan hệ với các lực lượng nổi dậy. Trước đó thì có báo cáo cho rằng ông này từng đến thăm khu vực nhạy cảm tại miền Bắc Iraq, nơi có 13 lính Thổ Nhĩ Kỳ từng thiệt mạng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng các đồng minh Đảng Tiến bộ Quốc gia MSP cáo buộc các thành viên đảng SDP có liên quan đến các phong trào vũ trang của lực lượng công nhân người Kurd PKK. SDP nhiều lần từ chối. Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Soylu nói rằng nghị sĩ Dirayes Tasdemir đang bị điều tra đã từng tới thăm khu vực Gara, miền Bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ nói Gara có nhiều căn cứ của phong trào kháng chiến PKK. Lực lượng công nhân người Kurd PKK là tổ chức đấu tranh cho sự độc lập của một vùng đất do người Kurd làm chủ tại khu vực giáp danh giữa ba nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần khẳng định họ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thái ly khai nào. Cảnh sát Myanmar đã bắt giữ một diễn viên nổi tiếng vì cho rằng người này đã ủng hộ các cuộc biểu tình chống đảo chính. Vợ của nam diễn viên cho biết thông tin sau khi các cuộc biểu tình bùng phát ở thành phố Mandalay và hai người đã thiệt mạng trong khi xung đột với lực lượng an ninh. Hòa cùng không khí phản đối trên cả nước, bạo lực đã bùng lên tại thành phố Mandalay trong những ngày qua, gây ra đổ máu với một số người đã thiệt mạng. Người biểu tình yêu cầu thả bà Aung San Suu Kyi và phục hồi nền dân chủ ngay lập tức. Nam diễn viên nổi tiếng Lumin cùng với 6 người khác đã bị cảnh sát Mandalay bắt vì các hành vi kích động biểu tình và chống người thi hành công vụ. Nếu bị kết án có thể phải chịu 2 năm tù. Trước khi bị bắt ở Mandalay, ông Lumin đã tham gia hàng loạt các cuộc biểu tình khác ở Yangon. Quý vị đang đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, lực lượng chức năng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ cháy vừa xảy ra tại trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ, làm một người tử vong. Thông tin ban đầu từ một số người chứng kiến sự việc vào khoảng 2 giờ sáng hôm qua, bảo vệ của trường Trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ phát hiện đám cháy tại phòng kế toán thuộc nhà làm việc của ban giám hiệu nhà trường. Ngay lập tức, nhà trường đã thông báo cho lực lượng cứu hỏa hỗ trợ dập tắt lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng kế toán có một thi thể được cho là cán bộ kế toán của nhà trường. Thời điểm xảy ra vụ cháy thì chỉ có duy nhất nạn nhân ở trong phòng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Mừng, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng với tổng số tiền lên tới 85 triệu đồng. Cụ thể, ông Mừng bị xử phạt 70 triệu đồng về hành vi bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tang vật vi phạm là hơn 1,1 nghìn sản phẩm quần áo, giày thể thao, giày giả da, giày thắt lưng các loại giả mạo nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton, Burberry, D&G, Adidas và Nike. Tổng giá trị tang vật vi phạm hơn 96,3 triệu đồng. Đồng thời xử phạt thêm 15 triệu đồng do có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tang vật vi phạm gồm 699 sản phẩm quần áo, giày nam các loại không rõ nguồn gốc do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá tang vật vi phạm là gần 32 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa đối với ông Mừng trong thời gian 2 tháng kể từ ngày ra quyết định, bắt buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Vi phạm sở hữu trí tuệ và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm là hàng hóa nhập lậu để xử lý theo quy định của nhà nước. Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 1989, ngụ phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, thì đối tượng Hưng bị bắt quả tang khi đang lấy trộm hàng hóa ở kho hàng Vinmark Plus tại 47 Vũ Trọng Phụng. Trước đó, thì đối tượng này đã trộm cắp 20 chiếc điện thoại Vsmart. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Thưa quý vị, mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, nhưng cơ sở kinh doanh vàng bạc ở xã Cẩm Trế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vẫn mở cửa đón khách. Bán hàng trong ngày Vía Thần Tài ngày 21 tháng 2, tức là ngày 10 tháng Giêng âm lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hàng vàng bạc số tiền là 20 triệu đồng. Tại Nghệ An, trong lúc kiểm tra một chiếc xe tải, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 tấn mỡ lợn bẩn đang trên đường đến nơi tiêu thụ. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc.
Trước đó, vào ngày 20 tháng 2, cơ quan chức năng tiến hành dừng chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29C72266 đang lưu thông qua địa bàn xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu do Vũ Quang Tiến trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có chở 116 bao tải chất đầy mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu, có khối lượng khoảng hơn 10 tấn. Làm việc với lái xe và tiến hành kiểm tra tại khu vực nhà máy nước xã Quỳnh Yên, công an phát hiện thu giữ thêm 2 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc chế biến mỡ heo. Toàn bộ số mỡ động vật thu giữ có khối lượng hơn 12 tấn. Bước đầu làm rõ số mỡ động vật mà lực lượng công an Quỳnh Lưu thu giữ nêu trên do đối tượng Bùi Thị Tân, sinh năm 1975 và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1987, đều trú tại xóm 8, xã Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu thu gom, tái chế và thuê xe vận chuyển ra một số tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Một nhóm đối tượng đã bị công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tạm giữ để điều tra và làm rõ vụ khai thác vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm trong thời gian Tết Nguyên đán vừa qua. Theo đó, các đối tượng gồm Nguyễn Văn Trung, 34 tuổi, Nguyễn Trường Giang, 39 tuổi, Đỗ Tiến Thụ, 39 tuổi, Nguyễn Hữu Dũng, 34 tuổi, Đỗ Xuân Hậu, 37 tuổi, Ngô Quang Chính, 38 tuổi, Nguyễn Vũ Sang, 23 tuổi, Đỗ Văn Tiến, 25 tuổi và Ngô Quang Thêm, 27 tuổi, cùng trú tại xã Cư Đram, huyện Krông Bông. Trước đó, công an huyện Krông Bông đã theo dõi, mật phục tại khu vực núi Voi Kéo, xã Cư Đram, huyện Krông Bông. Đến tối ngày 12 tháng 2 thì bắt quả tang các đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo 9 hộp gỗ pơ mu với tổng khối lượng hơn 7 mét khối gỗ ra khỏi rừng. Tại hiện trường thì lực lượng công an đã tạm giữ số gỗ cùng tang vật 4 xe mô tô, 1 cưa xăng và 8 cặp bánh lốp. Vừa qua thì tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một xe máy bốc cháy dữ dội trên lề đường. Cụ thể vào lúc 15 giờ 40 phút chiều ngày 21 tháng 2, tài xế Lê Văn Trình, sinh năm 1987, quê Thanh Hóa đã điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 49C24016 lưu thông trên đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt theo hướng từ nhà thờ Con Gà đi trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Khi ô tô đi đến đoạn trước cổng thư viện Lâm Đồng thì tông vào đuôi xe máy biển kiểm soát là 49H135869 do anh Nguyễn Đoan Hồ, 17 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng điều khiển cùng chiều. Vụ va chạm khiến chiếc xe máy bốc cháy, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng. Anh Nguyễn Đoan Hồ bị ngã xuống đường và bị thương nhẹ, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi tai nạn xảy ra thì lực lượng công an thành phố Đà Lạt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định là do tài xế ô tô tải buồn ngủ. Liên quan đến vụ việc hàng trăm người lao động đột ngột mất việc sau Tết tại Bình Dương, các cơ quan chức năng đã tìm được doanh nghiệp mới phù hợp cho gần 400 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Delancey Street Furniture Việt Nam vừa công bố giải thể trong thời gian nghỉ Tết. Do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Delancey Street Furniture Việt Nam, khu công nghiệp Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã quyết định giải thể từ ngày 6 tháng 2. Tuy nhiên, thì do thời điểm ra thông báo trùng với dịp nghỉ Tết nên ban giám đốc chưa thông báo cụ thể cho người lao động biết. Đến sáng ngày 17 tháng 2, khi trở lại làm việc thì hàng trăm công nhân tá hỏa khi hay tin công ty giải thể. Ngay khi nhận được thông tin thì Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Bình Dương, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát đã có buổi làm việc với đại diện công ty Delancey Street Furniture Việt Nam để làm rõ vụ việc. Qua hướng dẫn của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát thì phía công ty cam kết giải quyết đầy đủ chế độ cho công nhân mất việc. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, sau khi sự việc xảy ra thì cơ quan chức năng cũng đã tìm được doanh nghiệp phù hợp tuyển dụng tất cả những lao động này đến làm việc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Delancey Street Furniture Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn FDI, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu nội thất từ đầu năm 2019. Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội chống người thi hành công vụ. Các đối tượng gồm Huỳnh Hoàng Tuấn, sinh năm 1997, Lê Minh Điện, sinh năm 1997, Lê Hoàng Bửu, sinh năm 1997, Nguyễn Thanh Hồng, sinh năm 1992 và Đào Văn Thanh, sinh năm 2000, cùng trú tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trước đó, đối tượng Lê Minh Điện được thuê canh giới giúp vận chuyển hàng lậu ở Campuchia. Khi bị phát hiện thì Điện đã liên hệ với các đối tác trên, đuổi theo lực lượng chức năng rồi đâm vào phương tiện chở hàng đang bị tạm giữ để giật lấy hàng hóa. Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 16 tháng 2, Điện, Thanh, Hồng, Bửu và Tuấn đã đến công an huyện An Phú đầu thú. Tại cơ quan công an thì các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa cho biết trong quá trình điều tra vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2020 tại thị trấn Núi Sập,
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can. Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khi tình cờ gặp nhau vào khoảng 14 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2020, Trần Hoàng Tân và Nguyễn Văn Thiện đã xảy ra cự cãi và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, đối tượng Trung Minh Chiến cùng 11 người khác đến điểm hẹn để hỗ trợ Thiện. Hậu quả của vụ ẩu đả là Trần Hoàng Tân bị thương với tỷ lệ thương tật là 9% và một người khác trong nhóm của Tân bị thương với tỷ lệ thương tật là 30%. Sau khi gây án xong thì nhóm của Chiến lên xe ô tô 16 chỗ để về lại Bình Dương. Khi xe chạy trên quốc lộ 91 thuộc địa phận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì một nhóm khoảng 10 đối tượng do Huỳnh Văn Tèo, sinh năm 1983, trú ở khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cầm đầu, chặn đánh. Hậu quả là 6 người trên xe ô tô bị thương, được đưa vào sơ cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật là từ 3 đến 27%. Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại hơn 113 triệu đồng. Nhiều năm qua thì người dân khu vực lân cận bãi rác tập trung của tỉnh Bạc Liêu phải sống khổ sở vì mùi hôi của bãi rác. Cuộc sống của họ đã bị đảo lộn bởi nhiều loại côn trùng, chuột bọ tấn công. Ngay cả trong những ngày Tết vừa qua thì người dân phải chui vào mùng ăn cơm vì ruồi xuất hiện dày đặc. Bãi rác tập trung của tỉnh Bạc Liêu nằm ở ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Bãi rác này được đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 2006 và đến nay lượng rác quá tải đã vượt gấp 3, gấp 4 lần sức chứa. Rác chất cao hơn 20 mét gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực và lan rộng đến cả trung tâm thành phố Bạc Liêu. Để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên, năm 2014 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã cấp phép đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác công suất 245 tấn rác một ngày. Tuy nhiên, sau buổi lễ khởi công nhà máy xử lý rác tập trung được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2019 đến nay, thì dự án này vẫn án binh bất động. Sở Tài chính Khánh Hòa vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh này chỉ đạo việc kiểm tra tiến độ thực hiện và chính sách ưu đãi đối với dự án xã hội hóa liên quan đến khu đất vàng sân vận động Cam Ranh. Trước đó, khu đất rộng 18.000m2 này đang được cho thuê 30 năm không đấu giá với khoảng 3,5 triệu đồng một tháng. Sở Tài chính Khánh Hòa cũng cho biết hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh niên Cam Ranh, đơn vị được cho thuê đất, vẫn chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục công trình đã đăng ký đầu tư với cơ quan chức năng. Không chỉ vậy, công ty này còn thu tiền sân bãi không đúng với cam kết trước đó. Vì thế, sở này kiến nghị tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, việc đảm bảo điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi đối với dự án xã hội hóa. Trường hợp công ty này không thực hiện đúng nội dung đã cam kết và tiến độ thực hiện dự án, cơ quan chức năng cần thực hiện thu hồi ưu đãi về tiền thuê tài sản trên đất. Thưa quý vị, sau Tết Tân Sửu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã thu hồi đất của dự án 4.500 tỷ Bệnh viện Đa khoa Du lịch Nghỉ dưỡng Quốc tế Phương Đông. Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây, mà ngay sau khi dự án trên bị thu hồi thì hàng loạt nạn nhân của dự án này đang kêu cứu vì ôm nợ hàng chục tỷ đồng. Dự án 4.500 tỷ này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012 do Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông, Công ty Phương Đông làm chủ đầu tư. Nghe tin dự án bị thu hồi thì một doanh nghiệp quê Hải Phòng đã hơn một năm thi công mặt bằng tại dự án như chết lặng, bởi doanh nghiệp này san lấp mặt bằng cho dự án với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Giờ dự án bị thu hồi thì khả năng thu hồi vốn cũng bằng không. Không chỉ vậy, hiện có hàng chục nạn nhân khác của dự án này cũng vỡ mộng thu hồi nợ khi từ chủ đầu tư đến đối tác của chủ đầu tư đều không hề có năng lực tài chính. Quý vị đang đến với phần tin cảnh báo. Thưa quý vị, mua vàng vía thần tài đã trở thành một điều quen thuộc vào ngày mùng 10 tháng Giêng. Nhưng cũng chính ngày này mà nhiều chiêu trò lừa đảo cũng xuất hiện. Ngày vía thần tài năm nay thì hàng loạt trang mạng giao bán đủ các loại trang sức, dây chuyền, vòng nhẫn, vòng tay dưới tên gọi là vàng non. Tuy nhiên thì theo lời các chuyên gia thì đây chỉ là kiểu pha trộn hoặc là làm giả để lôi kéo người mua với giá rẻ, chứ không hề có khái niệm vàng non. Chỉ cần tìm kiếm từ khóa vàng non trên mạng xã hội hoặc trang tìm kiếm Google, hàng nghìn kết quả sẽ hiện ra với nhiều loại trang sức là vàng nhưng có giá rất rẻ nhưng bất ngờ. Ở một group có tên là Trang sức vàng non cao cấp, với hơn 10.000 thành viên theo dõi, các loại vòng cổ, nhẫn, khuyên tai có giá từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng được quảng cáo rầm rộ. Với giá rẻ và mẫu mã đẹp và những lời quảng cáo ngon ngọt, những ngày này các trang mạng đã dụ được rất nhiều người mua các trang sức để lấy vía thần tài. Chỉ đến khi đem các sản phẩm này đến tiệm vàng để kiểm tra thì khách mới phát hiện ra là hàng chất lượng không như quảng cáo, thậm chí là đồ. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.